Kính chào anh em. Vậy là một siêu âm tuần nữa của ngành crypto vừa phát nổ vào ngày đầu tháng 10 này. Đây là dự án từng đạt đến hơn 20 tỷ đô TVL chỉ sau hơn nửa năm đi vào vận hành anh em ạ. Một con số tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp trong thời điểm thị trường không có quá nhiều thanh khoản. Và khi listing thì lên hầu như tất cả các sàn tốt nhất hiện nay như là Binance, Bybit, OKX, Bitget, vân vân. Nhắc đến đây thì chắc hẳn anh em đã đoán được là Chip đang nhắc đến dự án nào rồi đúng không? Asian Layer chính là cái tên đã làm mình xoay như trong chóng khi mà từ lúc thông báo listing cho đến khi niêm yết chỉ còn vẹn có vài chục tiếng, không kịp sạc content cho anh em luôn. Nhưng mà không sao, đổi lại Chip sẽ lên cho anh em một video đầy đủ thông tin về Asian Layer và kế hoạch đầu tư như thế nào sau khi dự án này list full sàn nhé. Không dài dòng nữa, anh em mình vào việc luôn thôi. Trước khi đi sâu vào nghiên cứu về Asian Layer ấy, thì anh em cần hiểu rõ về khái niệm restaking trước đã nhé. Restaking là một giao thức cho phép người dùng stake cùng một ETH trên cả Ethereum và trên cả giao thức khác bảo mật đồng thời trên tất cả các mạng lưới khác nhau. Ví dụ nhé, sau khi anh em đã stake ETH cho mạng lưới trên nền tảng Lido sẽ nhận về STLTH. Với tính năng Asian Layer cung cấp, anh em có thể tiếp tục sử dụng STLTH đi staking tiếp mà vẫn đảm bảo sự bảo mật ổn định của mạng lưới riêng Lido. Điều này mang đến mức APR cao hơn vì stake cho cả mạng lưới ETH lẫn mạng lưới riêng của Lido. Tuy nhiên nhé, thì khi tham gia staking, anh em sẽ phải đối mặt với rủi ro bị slashing nhiều hơn. Khi đó, anh em sẽ nhận được phần thưởng staking cao hơn khi chấp nhận rủi ro nhiều hơn đấy. Còn bây giờ mời anh em tìm hiểu về Asian Layer nhé. Asian Layer là một dự án cho phép người dùng stake ETH bằng cách truyền thống hoặc là stake qua các dự án Liquid Staking Derivative hay là LSD đó, để có thể tiếp tục sử dụng các Liquid Token để restake trên smart contract của Asian Layer để kiếm thêm phần thưởng. Sản phẩm nổi bật nhất của Asian thì chỉ có thể là Asian DA. Đây là một Data Available Layer dựa trên Dump Sharing. Asian DA tận dụng lại một phần bảo mật của ETH thay vì hoạt động dựa trên một token mới. Nó cho phép các solo staker và node provider trong các Liquid Staking Protocol có thể restake lại ETH bị khóa. Sau đó, các restaker có thể chọn tham gia cung cấp dịch vụ lấy mẫu cho Asian DA với các phần thưởng và hình phạt bổ sung nếu như vi phạm. Sản phẩm tiếp theo được dự án tập trung phát triển rất nhiều là cơ chế restaking do chính Asian khởi xướng đầu tiên. Ở đây thì người dùng có thể stake cùng một ETH trên nhiều mạng lưới khác nhau như Chip vừa đề cập ở trên đấy. Đây cũng là cơ chế giúp cho Asian Layer đạt TVL lên đến 20 tỷ đô đấy anh em. Sản phẩm cuối cùng của Asian Layer chính là AVS, là đơn vị được tạo ra để vận hành và tăng cường tính bảo mật cho các dự án khác. Hiện nay có nhiều dự án thuộc nhiều mảng khác nhau cũng đang sử dụng Asian DA, cũng được vận hành bởi nhiều AVS, qua đó hưởng lợi từ tính bảo mật của nó. Ngoài ra, những dự án nằm trong hệ sinh thái của Asian Layer cũng sử dụng chính AVS để vận hành restaking của giao thức như là CyberConnect này, Unlayer hay là Swell. Đội ngũ của Asian Layer cũng quy tụ nhiều tinh hoa của ngành công nghệ như là Sram Khanan, CEO từng là phó giáo sư khoa học kỹ thuật máy tính tại Đại học Washington, CEO Chris Drury từng làm việc tại Amazon, hay là Kevin Liu, CSO từng là Lead Strategy tại Compound. Các kỹ sư còn lại thì mời anh em pause để xem kỹ hơn trên màn hình nhé. Asian Layer đã gọi vốn được 164 triệu đô sau 3 vòng gọi vốn khác nhau, đặc biệt là vòng gần đây nhất vào tháng 2 năm 2024 với 100 triệu đô của riêng A16Z, một trong các ông lớn về quỹ đầu tư crypto. Thế mới thấy là tầm cỡ của Asian như thế nào. Một vài cái tên khác có mặt trong thương vụ đầu tư này bao gồm Polychain đầu tư 2 vòng liền, Blockchain Capital, Coinbase Venture, vân vân. Asian Layer sẽ có 5 phần tokenomics như sau anh em nhé. Đầu tiên là Airdrop 15%, Community Initiative 15%, Ecosystem Development 15%, Investor 29,5%, Early Contributors 25,5%. Tổng cung token sẽ là hơn 1,6 tỷ token. Cung lưu hành tại TGE sẽ có gần 12% được unlock, tương đương với khoảng 190 triệu token Asian. Tuy nhiên, đây chỉ là trên giấy tờ thôi anh em ạ. Lý do là vì 41% tổng số token stake Asian lại đến từ 13 địa chỉ ví của nhà đầu tư. Lượng token này đáng lẽ ra đã chỉ được lock mà không được đem đi stake. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, tất cả 13 địa chỉ ví này lại bắt đầu quá trình unstake, sẽ mất khoảng 7 ngày. Anh em có thể thấy case này khá tương tự với case của Tia. Các nhà đầu tư bị lock token vẫn có thể stake và nhận phần thưởng đã unlock, khiến cho lượng token flow bên ngoài cao hơn. Sự mập mờ trong token lưu thông này đã bị cư dân mạng khui ra, và chính phía Asian đã phải lên tiếng, khiến cho giá token của dự án đã giảm đến 20%. Vậy là số token flow thực sẽ vào khoảng 109 triệu, tương đương với vốn hóa là 370 triệu đô. Về bản thân Chip, mình kỳ vọng giá sẽ tăng trước khi giảm về vùng giá chấp nhận được của thị trường vì các lý do sau. Đầu tiên là lượng token lưu thông cực kỳ thấp. Thứ hai là staker có xu hướng stake lại Asian để thăng point cho các đợt airdrop về sau. Khi mà stake như vậy thì unstake sẽ mất 7 ngày chờ đợi. Sau vùng 6 tháng 10 thì các operator mới được bắt đầu nhận token airdrop. Lý do tiếp theo là trong vòng 1 năm tới sẽ không có thêm token nào được unlock, dẫn đến tỷ lệ lạm phát token cực kỳ thấp. Token của Wave
rail và operator được vesting hợp lý, giúp cho áp lực xả được giảm bớt rất nhiều. Nếu vẫn sợ rủi ro bị xả, anh em có thể đợi về mức vốn hóa là 250 triệu đô và dự án bắt đầu đi vào giai đoạn tích lũy rồi mới mua dần anh em nhé. Tuy kỳ vọng tăng nhưng anh em vẫn phải cẩn thận trong việc quản trị vốn và quản trị rủi ro đấy nhé. Tuyệt đối không được all in đâu. Alo anh em ơi, Chip giới thiệu với anh em chương trình Hyper Trading cực khủng đến từ HC Capital nhé. Tổng giải thưởng là 12.000 USDT dành cho top trader, bao gồm 6.000 đô dành cho anh em top PNL, 6.000 đô nữa dành cho anh em chùm volume và hàng loạt quà độc quyền HC XOKX cho anh em nào từ hạng cao nữa đó. Bất cứ anh em nào đăng ký tài khoản mới OKX sẽ được nhận ngày 20 đô free, chỉ cần đạt tối thiểu 5.000 đô volume để nhận bonus nhé. Nhanh tay đăng ký tại đây nào, deadline là 12 giờ ngày 10 tháng 10 là hết rồi anh em ạ. Chúc anh em may mắn nhé. Vậy là trong video ngày hôm nay, Chip đã cùng anh em tìm hiểu chi tiết về dự án Agent Layer và phân tích tokenomics sau khi listing. Anh em dự đoán giá của Agent sẽ di chuyển như thế nào? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Chip sẵn sàng tiếp thu ý kiến của anh em. Đừng quên để lại một like cho Chip và một subscribe cho HC Capital để ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.